Xin chào tất cả bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Nhà Đất Bình Dương. Và ngày hôm nay thì em đang có mặt ở bên phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương nhé, để gửi tới quý anh chị cùng đi tham quan một căn nhà sổ chung của bên em. Một căn nhà nằm trên đường Bình Chuẩn 10, ngay trung tâm, gần ngay trung tâm chợ Bình Chuẩn với ngã tư Bình Chuẩn nhé. Một căn nhà một lầu một trệt với thiết kế rất là đẹp. Ở đây hiện tại là bên em xây 2 căn nhưng mà đã bán một căn rồi nhá. Hôm nay bên em chỉ còn một căn thôi. Và diện tích của căn nhà mình là ngang 4, dài 13. Và thiết kế công năng sử dụng gồm có một không gian nhỏ nhỏ để xe máy để đồ này, một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, không gian phòng học, phòng thờ, bếp núc đầy đủ nhá. Đây là mặt tiền căn nhà này. Nhà mình thì nằm trên mặt tiền đường đường đá 5m này. Khu vực ở đây thì dân cư kín hết rồi. Bên trong này thì dân người ta cả kín hết rồi nhá. Đó. Đấy, từ vị trí này mình chỉ chạy ra ngoài kia tầm 20m là đường thông kìa. Đấy, đường đấy đường Bình Chuẩn 10 nhá. Một hướng thì thông về hướng đường DT743, còn một hướng thì thông về hướng đường Bình Chuẩn 28. Nói chung thông nhiều hướng lắm. Còn nhà mình thì nằm trong đường nhánh của đường Bình Chuẩn 10, chỉ cách đường DT743 tầm hơn 100m thôi. Gần ngay chợ Bình Chuẩn, cách chợ Bình Chuẩn tầm 500m. Bác nào đang có nhu cầu mua nhà sổ chung giá rẻ tại khu vực Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương thì mình tiến tham khảo căn này bên em nhá. Đấy, mặt tiền làm rất là đẹp. Đó, lan can rồi sử dụng bằng sắt kỹ thuật, cổng rãng này. Đầu tiên chúng ta sử dụng một lớp cửa sắt 4 cánh rất là đẹp. Ở đây thì sử dụng điện riêng, nước máy, có số nhà đầy đủ nhá. Bên trong chúng ta thì sử dụng một lớp cửa sắt 4 cánh nữa và lớp kính cường lực. Đấy, phía mặt tiền bên em cũng khắc gạch rồi nhá. Hai bên có thêm hai những ô nhấn đây này. Đấy, chúng là ở dưới đây thì có cái phần mà vòi nước thì chúng ta rửa chân tay, rửa xe cộ rất tiện nhá. Đó, hai bên này hai ô nhấn. Bác nào về thích dàn tranh thì mình mua thêm dán vào nhá. Rồi đến bên trong phòng khách thì đối với dưới tầng trệt chúng ta thì sẽ có một không gian phòng khách, rồi đến nhà vệ sinh, bếp và phòng ngủ bên dưới nhá. Ở bên trên này được sử dụng hệ đèn led chạy quanh trần thạch cao này, có quạt trần ở không gian phòng khách và đến không gian bếp cũng có quạt trần nhá. Ở đây thì sử dụng điện âm hết nhá, toàn bộ điện âm hết. Gạch thì cũng sử dụng gạch nền 60. Gạch chân tường bên em ốp cao hơn 1m hết nhá. Chỗ này là CV điện này. Đó, CV điện tổng ở đây. Có cả một điện đây nhá. Đó, một căn nhà rất là đẹp. Với công năng sử dụng 3 phòng ngủ. Và đến không gian cầu thang ở đây thì nhà mình cũng sử dụng cầu thang tay vịn cố định lực này. Đó, một căn nhà sổ chung mà thiết kế rất là đẹp, cũng hiểu nhà sổ riêng nhá. Đây nhà, rồi đến không gian nhà vệ sinh. Đó, một nhà vệ sinh bên dưới cầu thang này. Đó, các thiết bị đầy đủ, gương là các thứ đầy đủ hết nhé. Đó, gạch ngói ốp lên tới đầu luôn, dụng cửa nhôm. Đây không gian bếp này. Đấy, bếp này thì có không gian để tủ lạnh rồi nấu nướng trên này. Đây phần không gian bếp. Đấy, trên này sử dụng quạt trần rồi điện đóm đầy đủ hết nhé. Đấy, chỗ này là bảng công tắc quạt rồi ổ cắm ổ điện ở đây. Và cuối nhà sẽ có một không gian phòng ngủ. Không gian phòng ngủ này cũng có các thiết bị điện như là đường ống của máy điều hòa nhá. Đó. Phòng ngủ có đường ống của máy lạnh hết rồi. Cho nên chúng ta về ở thì chúng ta chỉ có máy nắp thôi. Còn nhà cơ bản là xong, đã hoàn thiện xong hết rồi nhá. Bên này bên em dọn dẹp xong hết rồi. Bác nào đi tham quan nhà liên hệ sớm bên em. Ở đây thì còn một căn nữa thôi. Hướng tính Tây Bắc. Đấy. Đây, cầu thang rất là đẹp. Đấy, bên này có sử dụng nguyên tấm cường lực thế này, rất là an toàn nhá. Đấy. Thang 4 dài 13, lầu 1 trệt ngay trung tâm phường Bình Chuẩn, chỉ cách ngã tư Bình Chuẩn và chợ Tân Khánh tầm 1 cây số thôi. Đấy, chỗ không gian cầu thang cũng có điện trang trí này. Đó, thì phần ở trên này thì sẽ có không gian nhà vệ sinh ở giáp chỗ cầu thang mình lên nhá. Một nhà vệ sinh này, rồi ổ cắm ổ điện ở phần trên này cũng có hết này. Trên này thì có điện riêng, công tắc điện đây này, đó. Một nhà vệ sinh ở trong này. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ các thiết bị rồi. Trên này thì có cái cửa để lên trên, nhà để bồn nước trên đó nhá. Đó, và cuối nhà sẽ có một không gian phòng ngủ nữa. Là hai phòng ngủ, phòng ngủ này thì rộng hơn phòng ngủ dưới. Đó, các thiết bị đầy đủ và phòng ngủ này thì nó có hệ thống máy điều hòa, có cửa sổ ở cuối nhà này. Đó. Trên này thì cũng là giá rai tỏi đầy đủ hết rồi. Cái chân tường rồi điện đóm thì lắp âm hết. Đây, phần trang trí cầu thang này, quên hành lang đi lại này. Và đến phòng ngủ thứ ba nhá. Đây, phòng ngủ này thì diện tích cũng là như phòng trong, có hệ thống điện âm rồi đống của máy điều hòa, ổ cắm ổ điện hai bên đầy đủ này, và có cửa sổ bên hông nhá. Đó, đây là hành lang đi lại.
Bên ngoài đây thì chúng ta có một không gian phòng thờ. Đấy, một không gian phòng thờ điện đó, ổ cắm có này, chỗ để cắm điện có này. Đằng trước chúng ta thì có một cửa sổ nữa. Đây, không gian phòng thờ rất là rộng. Đây, đằng trước ban công thì mình sử dụng cửa sắt hai cánh nhé. Đấy, cũng rất là cao. Cửa này thì mình sử dụng thêm kính cường lực nữa, rất là an toàn rồi, rất là chắc chắn rồi. Đấy, ngoài ban công trước thì mình có sử dụng một cái lan can bằng sắt kỹ thuật này. Đấy, rất đẹp nhá. Đây, xung quanh nhà mình đấy nhá. Hiện tại ở khu vực này bên em đang còn chuẩn bị xây một số các căn nữa. Nhưng hai căn này là xong này. Hai căn này thì chúng ta mua về thì được ở luôn nhá. Đấy, chỉ còn một căn thôi, một căn bán cho khách rồi. Đấy, một căn nhà một lầu một trệt ngay từ một chuyển 10. Gần ngay chợ mình chuyển, cách chợ mình chuyển là 500m thôi. Từ đây mình di chuyển về hướng Thủ Dầu Một nó tầm chắc 3-4 cây gì đó, gần lắm. Nên chúng ta có thể đến tham khảo nhá. Đấy, một căn nhà một lầu một trệt ngang 4x13, một lầu một trệt 3 phòng ngủ. Bác nào đi tham quan nhà thì cứ đến ngã tư chỗ chợ Bình Chuẩn rồi điện cho em nhá. Đang đón mọi người xem. Thì các bác xem xong nhớ đăng ký kênh để khi nào bên em có nguồn mới bên em sẽ lại tiếp tục đăng lên để cho mọi người cùng tham khảo và tham quan nhá. Những cái này rất là đẹp này. Tôi cảm ơn các bác nhé. Tôi xin chào gặp lại.